Còn nói chung là chiều nay nghỉ bữa, mấy anh em nghỉ bữa nha. Thì vậy, chiều tâm nhau nói mẹ đi. Chiều nay nói mẹ đi, mẹ đi. Chiều nha. Bữa bon anh ơi, chiều nha. Tắm đi. Nên là nghỉ bữa chiều vô cho bữa nha. Anh hai cho đấu xe cho mượn anh hai. Chi vậy? Cho mượn ơi. Mượn rồi. Không có. Đi chờ. Ủa biết đâu người. Tại lai giờ cúng ảnh mày. Chi vậy? Anh đạt rất là dung dàng. Đấy anh ăn đồ quá đẹp. Anh hai cho mượn chi chúc anh lên. Không gì mà hiếu chúng mượn chết vậy mà. Anh hai, chúc vợ chồng chồng đấu xe với mày. Anh hai chiếc đi xe chiều em này. Anh làm chiếc đi yếu phòng. Thế nữa là lần không. Đi chồng chị em đâu, thế em anh đấu. Đi đủ. Chị em khác gì? Đợt nói trên lọ vậy. Có phải anh vé lại xe nó? À, vé gì đó, đấu chi à? Đấu cho người mày. Sao mà chị vé đấy, đúng không ạ? Đấu cho người. 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 Vừa anh Dôn đấu lại. Đừng nha. Thì tất nhiên đấu lại. Đừng quý á. Anh dắt em về, cậu về nha. Về luôn rồi. Cậu về luôn bây, anh em về luôn. Đây. Để anh hai, tới giờ luôn nha. Chiều lên xuống nha. Bây giờ, mấy giờ. Anh đi xe coi từ từ nha. Tất nhiên mà anh em giờ mà 3 giờ. Bây giờ lo anh trực anh đi nè. 3 giờ anh lên nhố trong gà cái gì đó. Nói này, đi từ con tàu nhanh cho chị em mới lên trái 92 nha. Mày trái 92 nè em ạ. Kìa lên trái em thử mày, lên trái 92 nữa. Chị ở trong chị em nấu củ quá trời. Giờ mày đâu vô? Đâu giờ mày mày biết đâu? Đây. Đây. Đâu mày? Đặt vô, đặt vô. Ok đâu. Cái gì chưa chết. Gì chưa mày đặt mà nó lẩm này mới điện tao này, tao muốn nó ông giờ này, đồ mấy em đây. Đây điện lẩm em. Đây. Đây 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 luôn, đây luôn, đây luôn. Đây. Đâu giết đi chứ. Đây đây đây. Tao với mày đi lẩm mẹ. Đó lên để nhà chúng đồ rồi. Đó nó nhẹ nó tất nhiên rồi nó làm gì tầm ghẻ đâu nó. Thấy cái xe tiền đâu ai đưa tiền thay của tiền này đang lớn đi, đang lớn đi thiệt. Lên tiền đâu làm cái hộp thùng kia. Lên điên sao mày? Đã kiểu khố rồi mà giờ có đâu. Em bên triệu gì đó. Bây giờ cũng như tao mới đi. Được, đi ạ. Nhiêu tiền vậy? Nhiêu tiền vậy? Chị hỏi chị cái tiền bạc sao mày cứ nói đây chị vậy? Mày cứ bỏ tiền không mà mày hỏi vậy mày luôn là. Nói chung là cái clip hôm trước là mình có phép xin hai các bạn. Nói chung là rất là ham thấy có lỗi luôn. Thì hôm nay mấy anh em mình mua đòi lại cái dàn điện bữa rớt nước nó cháy hết rồi. Nói trên hai anh nhiều thiệt nhưng mà hư mày. Sống có đòi mà anh em. Vậy chứ. Cũng gì cái này. Ở đây. Đây đây đây. Thì xe tao với mày. Đây. Các bạn hiện tại mình mới tới tiệm ô tô nha, có luôn xe nha. Giờ mình xe biết đâu ở đó là mình lắp chờ cái bảng số của anh hai các bạn. Bữa anh chiến tạm vô anh chị ơi. Độc vệ ơ đều với ông nội ơi, dù mà sao mấy ngày nó mệt vậy. Rồi. Làm này tầm mấy phút sao anh? Chưa biết là coi thôi. Nói chung là xem rồi nha các chị bạn. Chị ạ, đấy giờ đi vô tiệm mà tiệm long lép mình lép không? Bây giờ đỡ tốn tiền cái gì ạ? Tiếp giờ tiếp. Tiếp. Ok, giờ mấy anh em mình sẽ giờ gọi anh hai đó chiều anh chị lên rồi xem phần ứng của anh nha các bạn. Ok, cái mụn này các bạn. Quay mày xì vô kìa mày Phúc. Bấm chưa? Quay đầu quay nãy giờ nè, bạn thấy rồi. Hai vô các bạn giờ sẽ xem phản ứng của anh hai như thế nào kìa. Mình cho anh thấy gì đó đâu mà mình ấn làm nữa thì nó cháy lên lên. Xin mày làm vậy? Làm gì anh hai? Bữa mình tao đuôi giờ mình làm ở biển số đâu? Biển số đâu? Ai biết đây? Đây. Anh thấy biển số này. Tên mày sao? Tôi chỉ đây mà đi chơi vậy? Góc này nó đẹp. Ai biết tụi mày làm nữa vậy? Chồng hai anh thích đi nữa đâu? Chồng hai anh thích để chưa mua. Đẹp nó xấu vứt gọn đầu mày. Tạm đây, nó giỡn đây chồng này, đây con số đây. Mẹ tụi tôi quen bọn chị đừng nghe hổ thế, đu chuyện thế. Quả chưa làm cho anh hai cái này thì làm gì? Anh nhiêu tiền không? Anh không có gì, anh không có gì sao? Không. Đó. Làm đẹp như vậy mà. Anh biết mình đâu không triệu bạc hả? Không có triệu bạc anh hai. Được điều đâu mà anh hai. Mua làm, lúc đấy thì đỡ rồi chứ đỡ gì.
gì ông lè đủ lớn to đều mà chọn về lè nữa xi mua cho anh mà chọn về lè à ừ mô tô nó gặp ban số mấy giờ ông tụi em cái đây là em làm đã chục lỗ anh hai mà anh hai không thích để không chứ sao lấy cái rin mở vô chạy vãi xe rin đúng không ờ tao nói làm hói từ đầu mẹ tao đem lấy cái xe rút tao bảo nghe cả ông đưa cái này cho tao mày bị điên à điên phải không mày lấy cái gì thì lấy gì chứ rút mày điên nó cũng cùng chỉ cho bỡ được này bỡ cũng được anh xin nguyên đỡ được không anh hai coi giùm coi lại giùm em chứ quay coi thử không anh hai tao anh coi này thử được hôm nay mẹ tụi bay làm gì mà biến số nào đường nào vậy tụi bay tướng tao nói sao tụi bay cứ chẩn nghe không à lòng buồn nhan nắng tan theo nụ cười chỉ còn mưa hòa với nước mắt gió tung đưa hàng cây đủ có thể đẹp mà ta tiếp đẹp anh ai cái gì anh muốn sao anh lại làm chi mày chị em nó nhỏ gà không được đâu em làm mẹ đâu anh lớn vợ cho anh làm gì quýnh dữ vậy anh ai anh thích anh nói đôi láp đẩy đuôi cho làm gì mày muốn em vậy mày muốn chi tao hả đòn tao không tiền không giờ cái này lép đầu mày đang tìm vui cho ổng mà rút cuộc lại bị tao nói từ đầu rồi nhưng muốn tao vậy bi mày cho ổng 500 nghìn mẹ cho ổng từ mày cũng như nghĩ mẹ tao cầm tiền với cho mày tao cầm tiền với cho mày sao tháo đẻ lấy cái đuôi xe mày bảo cho anh hai anh không cần tiền đúng không đừng điều coi trá nha ủa em nói tiền trá chứ sao cũng trẻ mày sao kêu không cần tiền tao không cần tiền cho đó rồi hiểu đâu tao đưa đá với chị tao vô chịu ra coi đá không nghĩ luôn á anh hai tụi em nghĩ là anh hai chết chết cho anh hai chỉ trâu quá em muốn làm gì cho anh hai chỉ trâu quá em muốn làm gì mẹ nó quần chỉ trâu mày sao tháo gương sao nhìn tháo gương dạ gương mua im đâu mua im đâu làm giờ tao nói mày làm đẹp mà được gì đâu để tao đưa tao ra rồi ra qua tao đạch lại cho ông cái đuôi cơ đá đâu cũng bị cái nè lấy cái đuôi vô mày bảo vậy đi điên sao ấy cái đuôi vô sao bỏ được vậy được chứ không được đấm đạch giờ điên chị mà không có quyền sao chị tao giờ phép nữa tụi mày nghĩ dại nữa mày tao nấy mày cũng kêu na chứ kích bước mở đuổi tao thấy nó tức là sao giờ vậy trời biết tao thấy đẹp nhưng mà tao là thích ủa của anh hai tao không biết mà anh đi đâu mà chào này anh lại chơi vậy sao đó cũng xì xì nó sao nó khoe ờ nó cứ gì xì phe này nó đòi khoe luôn anh hai không vậy chứ nói chơi hai khùng nó làm vậy nhê sao mà cũng quay gì nữa vậy cũng vậy á thấy chưa chứ hai cái gì mà quay nữa vậy nó cố tình phe này nó muốn đi chào mình đúng không rồi đập dàn giả đồ tháo tháo bánh tháo lóc rồi lụm quá em đâu có đi nhanh không quá cậu mày điên sao vậy? Nó này ngập rồi nữa. Nó bé nữa. Ờ, giờ nó bé nữa đúng không? Anh nghĩ thử tụi xe đó sao nó làm nó cứ đẹp sao nó xe nó cái. Tao đâu đó, phút mày lấy giùm tao cái đồ người này tao tháo ra mẹ. Ờ, tao tháo ra mẹ. Không có gì tháo ra. Tháo ra chứ có đâu mà. Đừng ra hàng cứ tháo. Gà vô. Quá vậy. Tao. Tao sợ đi vậy. Mấy anh nó một trời. Quấn người, quấn người. Đợi đoạn quấn này quay lại này. Dùng rác luôn. Anh bảo lực động vật như vậy anh ơi. Anh bảo lực động vật cái sao vậy? Động vật ai? Là ông nè mà chó bây giờ. Chó con. Điếc. Mày bị xèo nó lé mày quỳ đó. Anh nói đi anh này anh này. Đúng không? Thôi giờ nó ngu nó bảo tiền mua cho anh hai thôi giờ em xin lỗi anh hai nói chung em lép mà em không hỏi anh hai trước em nghĩ là anh hai vui thôi giờ em lấy cái tủ quýt em tháo ra lại nha giỡn tháo chi mày đó được không giỡn thích không tôi chẳng thích để thích đi cái đậu phẩm á thích là sao này em quýt em cái gì vậy quýt mày biết rồi chết chưa cho mày chưa anh chào. Lấy gì vậy? Nói giỡn phải không? Có đâu lần. Có anh thiếu cầm. Em cầm đây. Gì. Về làm gì không anh tắt miếng này. Ồ, tao. Nói gì vậy? Tắt cái gì? À tắt miếng mà. Anh tắt miếng như thế này. Mai tắt miếng. Mai lộn ngày đầu, mai mới tắt miếng. Em kêu chiều đi. Lộn ngày thì nói lộn ngày phấn vậy anh muốn gì nói lấy chi đi chứ đi sao vậy? Đúng. Anh hai đừng có giận em nha anh hai. Có chi thì mới là cái chi hồi bữa em quen anh hai rớt xuống anh hai giận em không? Không, giờ đuôi nó đẹp hơn. Bây giờ này nó cả bằng số vô mỏng thì bánh chiều. Phê chứ mày. Lúc đầu tao mày. Được. Được. Từ từ. Ở lại tay. Từ đâu vậy? Vì có chi lấy chi kia lên. Chứ nữa này chứ mất mát vậy. Giờ chi đẹp với gì có chứ. Em làm cho anh hai mà tận nhân. Tôi thì chứ có biết nữa. Điên sao vậy? Tôi có cái cục khùng vậy. Sao ảnh giống quen. Ảnh tình ngẫu đấy á. Giữa mày điên vậy. Lúc kiểu thích, lúc kiểu không thích.
giờ cỡ cái gì ở đấy biết hiểu sao. Sao này ông có thích mày thiết? Thấy anh cười những cái anh kêu thấy cũng được. Mà anh sợ giờ anh le. Anh là thấy được mọi giờ anh le. Mà mua xe cho anh mà ta cái đều đều hai thứ tấp gần đi rồi xuống lỗ rồi mà. Không, nói chung anh hai tính cũng được đấy chứ các bạn. Nói chung là bữa mình trôi xe nó hư bộ đèn hết và anh cũng cứu rồi, anh cũng không có mắc đền gì lắm. Đấy nên mình mới mua là đỡ mà làm lại cho anh luôn. Mấy anh sẽ thích nhưng mà thật ra anh thích mà anh sợ nãy giờ anh quýnh mình ôm mình trúng một thiết chó này nó đía nó bày vô quýnh rồi chứ. Cho nó thì mình tao đâu đó mấy anh nó tốt lắm anh hai. Thế tao kêu vậy. Nói ra câu nói coi. Nãy tao nói mấy anh nó tốt lắm anh hai. Mấy anh bé đía là thường nói gì? Nói gì? Suy nghĩ. Tiếp đây. Tao nói một vòng dây suy nghĩ. Mày thằng đía. Ngâm cái cây cây vô suy nghĩ. Thằng đía đủ rồi nó mày thôi lỗi trong điếu thò rồi. Để mà nói hẹn. Nó mà không yêu thất vọng. Các bạn nói chung các bạn mình sẽ kết thúc clip lại nha. Nói chung mình cái đó thì cũng là một cái món quà mình tặng cho anh hai thôi. Giờ đường nào anh chỉ giờ anh ăn mừng rồi mà. Thôi chung mình kết thúc clip tại đây nha. Nếu thấy video này ý nghĩa thì đó lại nhóm mình một like một đăng ký nha.